Vừa nghỉ vai Cần Châu, Sương Nghị đi nhập ngũ ngay, cắt tóc xong diện mạo không nhận ra. Sau khi mùa năm khép lại, chương trình Sao Nhập Ngũ mùa 6 tiếp tục lên sóng với sự tham gia trải nghiệm của 3 nam nghệ sĩ. Ca sĩ kim diễn viên Đại Nhân, diễn viên hài Sương Nghị, ca sĩ trẻ Jun Đăng Dũng. Bộ 3 sao nam sẽ nhập ngũ tại Lữ đoàn Hóa học 86 thuộc binh chủng Hóa học, khác với những mùa trước đó. Sao Nhập Ngũ mùa 6 hứa hẹn mang lại cho khán giả những nội dung trải nghiệm vô cùng mới mẻ, ít điểm tương đồng. Ba chàng trai nhập ngũ giữa nắng nóng kỷ lục của miền Bắc. Sương Nghị toát mồ hôi khi xuống tóc, biểu cảm nhăn nhó giữa thời tiết khắc nghiệt. Đại Nhân xuống tóc tuân thủ theo quy định nhập ngũ. Sao Nhập Ngũ 6 hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khác nhau với những nội dung huấn luyện khắc nghiệt của bộ đội hóa học. Được ghi hình ngay trong tháng 5 2018, nắng nóng gay gắt của miền Bắc cộng thêm sức nóng từ bộ quân phục sẽ khiến chuỗi ngày trải nghiệm của 3 nam nghệ sĩ trở nên rất dài. Trong mùa 6, sẽ có lúc khán giả phải căng thẳng chứng kiến một trong 3 nhân vật chạm đến đáy giới hạn của bản thân, không kiềm chế được cảm xúc cá nhân. Nhưng bên cạnh đó sẽ là những khoảnh khắc vui nhộn và thăng hoa của ba chàng lính mới. Nổi tiếng với nickname Mr. Đơ, nhưng sẽ có lúc Đại Nhân không còn đơ nổi. Mr. Cần Châu Sương Nghị cũng không thể kiểm soát được những điều sắp xảy ra với mình. Trong khi đó, Jun Đăng Dũng có thể gây bất ngờ với sức khỏe dẻo dai vô đối, dù sở hữu thân hình yếu ớt, mong manh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!